Nhìn cái đường thoáng như lần trước chị bảo em nhìn đi, cứ sợ máy cẩu không vào được, cái máy cẩu vào được nhỉ? Đấy, chui qua cái kia được cái mít ra nhé. Anh có cái chân mét là 95, thoát hơn 3 mét, tán tròn đẹp. Giá nó cao quá không mua được nhỉ? Thân mỡ. Quả nó mọc từ gốc ấy nhỉ? Này nó nấp mấy bên đâu mét 95. Cái thoát tay cành đẹp tròn, thoát cao trên đường. Hình đài cao ghê, tung đánh hết nhiều. Đấy, nhìn cái bóng tán nhé, quả ngon. Tơ mượt. Thân thẳng tắp.